Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết trong sáng ngày 23 tháng 8, Công an quận đã xử phạt 297 trường hợp không đeo khẩu trang, phạt thành tiền là 59 triệu 400 nghìn đồng, nhắc nhở hàng nghìn người dân đi tập thể dục buổi sáng, đi chợ và buôn bán tuân thủ đeo khẩu trang. Tại cổng Bệnh viện Việt Đức, Công an phường Hàng Bông, Hàng Trống còn tổ chức bàn phát khẩu trang miễn phí cho người nhà bệnh nhân. Để đảm bảo hiệu quả của công tác phòng dịch, Công an 18 phường thuộc quận Hoàn Kiếm vẫn phối hợp cùng y tế các phường tổ chức tuần tra, kiểm soát quanh khu vực Hồ Gươm, chợ Đồng Xuân, các tuyến phố buôn bán sầm uất và các khu vực bãi trông xe tập trung đông người làm nhiệm vụ từ sáng sớm tới đêm khuya. Thưa quý vị, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam vừa thông tin về một nữ bệnh nhân xuất viện cách đây 4 ngày cho kết quả dương tính trở lại với SARS-CoV-2. Ca bệnh số 564 là nữ sinh viên 19 tuổi, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam sau khi phát hiện dương tính trở lại với SARS-CoV-2. Trước đó, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Sau 4 lần có kết quả xét nghiệm âm tính, ngày 18 tháng 8 được công bố khỏi bệnh và xuất viện cùng với 5 trường hợp mắc COVID-19 khác. Sau khi ra viện, bệnh nhân số 564 được bàn giao cho Trung tâm Y tế Quế Sơn đưa về cách ly theo dõi tại nhà, hạn chế tiếp xúc với người thân. Trong quá trình kiểm tra thân nhiệt hàng ngày, ngày 22 tháng 8, bệnh nhân có biểu hiện sốt nhẹ. Sau khi được Trung tâm Y tế Quế Sơn báo cáo, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam yêu cầu đưa bệnh nhân trở lại khu điều trị, lấy mẫu xét nghiệm. Ngay sau khi có kết quả dương tính trở lại, bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Thưa quý vị, sáng nay ngày 24 tháng 8, Bộ Y tế thông báo không có ca nhiễm COVID-19 và đây là buổi sáng thứ tư không có thêm ca mắc mới. Dù trong thông báo dịch chiều hàng ngày vẫn có bệnh nhân, nhưng số ca mắc mới ghi nhận đã giảm rất mạnh. Tính đến sáng nay ngày 24 tháng 8, đã có 568 bệnh nhân khỏi bệnh. Ngoài ra, 116 bệnh nhân đã có từ 1 đến 3 kết quả xét nghiệm âm tính, sẽ sớm được ra viện trong vài ngày tới. Số ca tử vong vì COVID-19 tính đến thời điểm này là 27 ca. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đến nay đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối, không đáp ứng hóa chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hóa đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường type 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng. Thưa quý vị, sau gần một tháng, 34 hộ dân với 132 nhân khẩu ở tổ 9, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, nơi bệnh nhân số 419 sinh sống, được dỡ phong tỏa và cách ly. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi, từ khi có công bố bệnh nhân số 419 mắc COVID-19, 132 người dân khu vực tổ 9 trải qua 2 lần lấy mẫu xét nghiệm và 100% các mẫu đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó vào chiều ngày 26 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi công bố trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên tại địa phương này. Bệnh nhân là nam 17 tuổi, trú tổ 9, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi. Đây là ca bệnh thứ 419 ở nước ta. Từ sáng ngày 27 tháng 7, lực lượng chức năng khoanh vùng, phong tỏa toàn bộ khu vực tổ 9, thời gian phong tỏa 28 ngày. Ngày 12 tháng 8 vừa qua, cùng với bệnh nhân số 370 và bệnh nhân số 419 đã được công bố khỏi bệnh và xuất viện. Tính đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi đã qua 15 ngày không phát hiện ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, thêm một khu dân cư ở địa phương này cũng vừa gỡ bỏ phong tỏa. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa quyết định nới lỏng giãn cách xã hội. Trước đó vào sáng ngày 22 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã đưa phương tiện ra vùng có dịch ở Đà Nẵng đón hàng trăm người dân bị kẹt về quê. Tất cả được cách ly tại các khu cách ly của tỉnh và được lấy mẫu xét nghiệm. Hiện nay do ngại cách ly khi về quê nên nhiều người dân Quảng Ngãi từ vùng dịch đã lén lút trở về quê theo đường mòn lối mở, thuê xe cá nhân vượt chốt kiểm dịch. Trước tình trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị địa phương duy trì các chốt kiểm tra y tế, kiểm soát chặt chẽ người về từ vùng dịch.